Diễm Thi, Hòa Ái và Chân Như thân mến chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 5 năm 2016 và có lẽ là cuộc bầu cử được chú ý nhiều nhất so với các kỳ trước đây là vì qua Internet cũng như qua mạng xã hội thì người dân họ đã nhận thức được quyền của mình trong việc tham gia ứng cử bầu cử. Và một điểm mà gây chú ý khác là kỳ bầu cử Quốc hội lần này thì là có rất nhiều người thuộc nhiều thành phần khác nhau họ tuyên bố tự ra ứng cử vào Quốc hội với tư cách là ứng cử viên độc lập như là tiến sĩ Nguyễn Quang A, thầy giáo Đỗ Việt Khoa, nhà báo Nguyễn Tường Thụy, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, rồi ca sĩ Mai Khôi, blogger Đặng Bích Phượng, rồi cử nhân luật Nguyễn Đình Hà, rồi nghệ sĩ hài Vượng Râu v.v. Trước hết thì theo Hòa Ái thì mục đích của những người ra ứng cử kỳ này là cái gì vậy? Dạ thưa chị Diễm Thi, thì cũng Hòa Ái theo dõi cuộc bầu cử này cũng sát sao. Thì Hòa Ái ghi nhận đó là có những người họ tự ra ứng cử là giống như một phép thử mà thôi. Bởi vì họ muốn thử với nhà cầm quyền là coi cái dân phản ứng như thế nào. Dạ đúng rồi, dân chủ ở Việt Nam đến mức nào. Nhưng mà đa số là họ nhận biết được cái quyền và cái nghĩa vụ của mình trong cái việc xây dựng đất nước. Thì họ không có tin vào Quốc hội nữa. Và điều quan trọng là họ biết làm chính trị không phải chỉ là cái việc của Đảng Cộng sản cầm quyền mà thôi, mà mọi người dân đều có quyền tham gia, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội, đến kinh tế, và dĩ nhiên là nó làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Vậy thì những cái người ứng cử, tự ra ứng cử này họ gặp cái khó khăn với thuận lợi gì vậy? Thuận lợi là bây giờ thì qua Internet thì mọi người nhận thức cái rõ hơn về cái quyền con người và cái bước qua khỏi cái nỗi sợ hãi để mà đứng lên thực hiện cái quyền dân chủ. Bên cạnh đó thì những người ủng hộ cho phong trào ứng cử tự do đã thành lập hẳn một cái trang mạng xã hội để mà cổ vũ. Còn cái khó khăn thì rõ ràng là báo chí chính thống của nhà nước có những cái bài viết tấn công những cái ứng cử viên độc lập này, tạo những cái trang blog mạo danh đấu tố kích động nhục mạ những người đã ứng cử, rồi lên tiếng cho rằng là có cả tổ chức phản động ở nước ngoài hỗ trợ, rồi có những cái người ở ngoài họ vận động, họ bỏ phiếu và cung cấp cái tài chính để mà giúp cho những người ở bên trong. Có nghĩa là họ cho rằng là có những tổ chức phản động ở trong. Và một trong những cái rào cản mà khó vượt qua nhất là làm sao mà vượt qua được cái vòng hiệp thương thứ ba để mà có tên trong danh sách những người đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội. Mà hiệp thương trong bầu cử thì có lẽ là khái niệm chỉ có ở Việt Nam mà thôi. Chắc là mình cũng giải thích thêm cho khán giả họ biết hiệp thương là cái gì, tại vì đã có thính giả hỏi Diễm Thi tại sao bầu cử mà có hiệp thương. Thì chắc Hòa Ái với Chân Như giúp vậy. Thưa chị Diễm Thi, nói chỉ hiệp thương thì Hòa Ái cũng không có khái niệm mà gọi định nghĩa, không biết làm sao. Nhưng mà theo như trong nước đó, thì đối với bầu cử Quốc hội khóa 14 á, thì hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là đã diễn ra từ ngày mùng 3 tháng 2 cho đến ngày 17 tháng 2. Và do Mặt trận Tổ quốc tự tổ chức với nhau. Các ứng viên đại biểu Quốc hội độc lập thì họ không có được tham dự trong lần này. Rồi hội nghị hiệp thương lần thứ hai đó thì được tổ chức từ ngày 16 tháng 3 cho đến ngày 18 tháng 3, cũng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chủ trì và diễn ra sau khi mà các ứng viên độc lập đó, họ nộp cái hồ sơ ra ứng cử với lại Ủy ban bầu cử ở địa phương. Đúng rồi. Và ngay sau mà hội nghị hiệp thương lần thứ hai thì Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành tổ chức hội nghị cử tri để mà lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi họ mà công tác và cái nơi mà họ làm việc với những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Và trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 3 cho đến ngày 12 tháng 4 năm nay đó. Và ngay sau đó thì cái hội nghị hiệp thương lần thứ 3 sẽ diễn ra trong khoảng từ ngày 13 tháng 4 đến 17 tháng 4. Và cũng do Mặt trận Tổ quốc tổ chức với nhau để mà lựa chọn và lập danh sách những người mà đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. Và các ứng cử viên cũng không được tham gia và cũng không có sự có mặt giám sát của bất kỳ một cái tổ chức của cơ quan độc lập nào hết. Dạ hiệp thương nhưng mà có một phía nên mọi thứ có vẻ là không có công khai minh bạch gì hết. Đúng rồi. Thì có cái trường hợp là ứng viên được 100% cử tri ở nơi cư trú và nơi làm việc ủng hộ nhưng mà họ vẫn bị loại bởi vì là không biết vì sao hết. Như là trường hợp của luật sư Võ An Đôn hồi năm 2011. Rồi nhiều người tự ra ứng cử kỳ này đó là biết là họ sẽ bị loại thôi nhưng mà họ vẫn không có ngại. Bởi vì là họ là những họ cảm thấy rằng là họ là những cái viên đá lót đường cho nền dân chủ ở Việt Nam. Nhưng mà cũng có những người mà họ biết trước là sẽ bị loại nên là họ không có ra ứng cử. Dù họ là những người có tiếng nói rất là mạnh mẽ trong cộng đồng, họ là những người phải nói là đấu tranh cho dân chủ, cho nhân quyền trong nước đó. Hóa ghi nhận thì bên cạnh đó cũng có những cái người mà họ thấy là
xã hội bây giờ nó quá rối ren rồi, quá nhiều vấn đề rồi, cho nên là họ chưa xác định được là mình sẽ làm gì nếu như mà mình được trúng cử, vì nhiều thứ cần phải giải quyết rồi, không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Thành ra có nên khiến cho cảm thấy như mình bị lạc hướng. Họ không biết cái mục đích của họ là gì nha. Một số thì họ cho rằng là trúng cử thì cũng chẳng làm được gì hết, bởi vì tất cả vẫn do là đảng lãnh đạo và vẫn phải theo chỉ thị của Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Thì có người thì họ cho rằng là một trong các điều kiện để trở thành đại biểu quốc hội là họ phải trung thành với Hiến pháp Việt Nam, mà trong khi bản thân họ thì rất nhiều lần muốn thay đổi Hiến pháp Việt Nam. Với cái vai trò là một người hoạt động xã hội độc lập thì họ làm được nhiều hơn nữa khi mà họ dám nói thẳng những cái tâm tư nguyện vọng của dân tộc Việt Nam. Đó là ý kiến của blogger Nguyễn Lân Thắng. Diễm Thi, Hòa Ái và Trân Như xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.